thỉnh thoảng á, khi mà chúng tôi ngồi khám sẽ có những người nam giới đến khám vì cái bệnh lý thoát vị bạn ha. Thoát vị bạn á, thì quý vị sẽ hình dung là như vậy nè. Trong cái quá trình mà chúng ta phát triển từ bào thai cho tới lớn á, ở những trẻ nhỏ, đặc biệt là các trẻ nam ha, thì tinh hoàn của chúng ta nó sẽ đi theo một cái đường ống ha, gọi là ống phúc tinh mạc. Nó sẽ di chuyển từ trong ổ bụng, nó di chuyển xuống dưới bụng bìu. Và đa phần khi mà sau khi sanh á, thì những cái ống phúc tinh mạc này sẽ được đóng lại. Còn những cái trường hợp mà thoát vị bạn á, do cái ống phúc tinh mạc này nó chưa có đóng, nên cái phần mạc nối hoặc là ruột từ ở trong ổ bụng á, nó sẽ theo cái đường ống này, nó sẽ di chuyển xuống ở bụng bìu ha, hoặc là bạn. Thì cái triệu chứng lâm sàng của những trường hợp thoát vị bạn này đó, đó là gì? Khi mà họ vận động, họ có thể thấy một cái khối vô ra ở trong vùng bạn hoặc là vùng bìu của họ. Những cái trường hợp mà nếu thoát vị bạn mà to hơn á, là có thể là cái mạc nối nó tràn xuống ở vùng bìu quá nhiều rồi. Nghĩa là họ không cần vận động luôn, họ vẫn thấy cái bìu đó to hơn bình thường và sờ vào sẽ có những cái khối lổm nhổm, đó là những cái cấu trúc mạc nối. Một cái nhóm thứ hai á, xảy ra ở những cái người lớn tuổi hơn, đó là thoát vị bạn. Những trường hợp này á, thì cái ống phúc tinh mạc đã đóng rồi. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta lớn tuổi đó, thì cái cơ thành bụng chúng ta nó sẽ không còn săn chắc như chúng ta trẻ tuổi nữa. Thì những cái cơ thành bạn á, ở vùng này á, nó sẽ bị nhão hơn so với những cái người trẻ tuổi, và nó khiến cho những cái cấu trúc mạch nối hay là ruột nó thoát vị ra ở vùng này. Thì những trường hợp thoát vị bạn á, nếu chúng ta có những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng mà bác sĩ Tân vừa kể á, thì chúng ta hãy đến thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa về ngoại tổng quát nè, hoặc là ngoại niệu nè, để được các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật phục hồi thành bạn cho chúng ta.